Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Của Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một em hôm ông cọc thỏ ngắn dưới tinh cái. Đấy, em này là vàng mũi nâu nha các bác nhá. Đấy, bố mẹ là đỏ đấy. Đấy, con này cọc thỏ rất là ngắn luôn. Đấy, gần như là tịt luôn các bác ạ. Đấy, con này đuôi gần như là tịt luôn đấy các bác ạ. Cọc thỏ ngắn này, có một mẩu thôi. Đấy, cọc là chân là không được huyền đề này. Chân không huyền đề nha các bác nhá. Đấy, em này là vàng kem. Đây, em đứng xa các bác xem. Đấy, rất là đẹp luôn này. Rồi tinh cái nhá các bác nhá. Mũi nâu này, mũi đỏ mắt xanh nhá. Mũi đỏ mắt xanh này. Tai bé tí rồi, tai bọc bênh đang lên rồi, cho nên là em dán hỗ trợ lên cho nó đẹp này. Lưỡi thì đốm nhá các bác nhá. Con này lưỡi đốm nhá. Đấy, đốm ở đầu lưỡi ấy, trong nữa. Đó, bắt con này thì liên hệ với em. Con này rất là đẹp luôn các bác ạ. Thần thái rất là tốt này. Thần thái quá ok luôn. Đó, đẹp lắm các bác ạ. Đấy, bắt đầu bắt vé này thì liên hệ với em ngay. Con này thì giá cũng mềm thôi. Em công khai giá con này luôn là em bán 6 triệu nha các bác nha. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em. Đấy, thần thái form dáng rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Tại bé tí đang bênh tự nhiên rồi. Em dán ở hỗ trợ rồi các bác ạ. Đấy, mũi đỏ này rất là đẹp này. Mắt xanh này. Mũi đỏ mắt xanh nha các bác nhá, đáng yêu quá. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em. Số điện thoại em là 0375519820. Zalo em cũng là số điện thoại đấy, em ghim trên màn hình cho các bác ấy. Thần thái rất là đẹp luôn các bác. Này, các bác nhìn thần thái này. Thần thái quá ok luôn. Cọc thỏ ngắn nha các bác nhá. Chỉ một mẩu bé xíu. Gần như là thịt luôn các bác ạ. Đấy, con này em công khai giá là 6 triệu. Thái quá đẹp luôn này, các bác nhìn thần thái này. Thần thái phê chưa? Rồi tính cái các bác ạ. Đấy, giá cũng mềm, công khai giá luôn là 6 triệu. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em ngay. Số điện thoại em là 0375519820. Các bác nhìn thần thái này, đẹp chưa? Đấy, này, thần thái này. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn các bác này. Mặt mũi này, đầu thủ này, trận tay này. Đầu thủ trên tay con này thì khỏi phải nghĩ luôn nha các bác ạ. Quá là đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn đầu thủ trên tay này. Đẹp chưa? Tai bé tí này. Cái như này là quá ok luôn các bác ạ. Đấy, hiếm có con cái nào là được đầu thủ trên tay đẹp như này luôn nha các bác nhá. Ê ê, đi tìm cái ăn đấy. Rất là đẹp. Chả chó to nhiều quá nó sợ các bác ạ. Còn tập thái đầu thủ trên tay đó rất là đẹp này. Đấy các bác nhìn này, dáng này. Dáng này thì quá phê rồi còn gì nữa các bác kìa. Nhìn này. Đấy, cọc thỏ rất là ngắn nha. Gần như là hầu như là thịt luôn các bác ạ. Đấy, giá chỉ là 6 triệu thôi các bác nhá. Bác nào bắt thì liên hệ với em ngay. Đấy, nhìn này. Thần thái quá tốt luôn. Vàng kim mũi nâu nha các bác nhá. Nào, đẹp trai quá. Không được kêu. Rồi con chó to em mặt cắn nát quá các bác ạ. Ưng hết cả tai luôn. Nào. Rồi, em công khai giá luôn là 6 triệu này. Bác nào bắt thì liên hệ với em. Số điện thoại em là 0375519820. Của Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, số điện thoại em là ghim trên màn hình cho các bác ấy. Thần thái phê chưa? Này các bác nhìn nét mặt này. Thần thái này. Quá đẹp luôn này. Đó, dáng rất là đẹp luôn nha các bác ạ. Dáng rất là đẹp luôn này. Dáng vóc thì khỏi phải chê luôn.
về dáng đầu thủ con này nói chung là không có điểm chê các bác nhé, rất là nhanh nhẹn. Tại em thả chó to ra là nó đang sợ đấy các bác ạ. Mặt mũi rất là đẹp luôn này, các bác nhìn đầu thủ con này này, chất chưa, quá đẹp luôn. Ok, video đến đây em xin kết thúc tại đây nha các bác nha. Đấy, bác nào bắt em này thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em là 0375519820 của chó bản địa Việt Nam. Đấy, một cá thể cái rất là đẹp luôn nha các bác nha, thần thái khỏi chê luôn, thần thái đầu thủ chân tay đẹp. Đấy, không huyền đề, lưỡi đốm, mặt mũi là đẹp chưa, quá đẹp luôn đấy chứ nhỉ.